Các bạn, này bo sắt để đổ bê tông nền cái nền này các bạn. Bo sắt trước rồi đổ bê tông trên cái nền này các bạn. Giờ đổ bê tông trên cái nền này nè các bạn, đổ bê tông trên cái nền móng này các bạn, cái nền giờ đang đổ nè. Các bạn xem nè, xem đổ bê tông trên cái nền này các bạn. Không không, lên lấy cái đạm lên đâu. Thôi đi mà cày đó, đụng em mà cày.